Chỉ mất nhà bạn là hai người nói chuyện với nhau thôi, tại hai người cũng xem tuổi á, người ta là không có cái vụ mà đụng chạm ở đây. Tóm lại là ông còn trinh, tóm lại là ông còn trinh. Thì ok là vậy. Trời ơi, bộ chốt vấn đề 43 tuổi còn trinh ông nội ơi, thiệt tình khổ ghê vậy. Tại vì xưa nhà khó lắm, đâu có dám mà có gì mà sơ hỏng chân đâu là bị chữa chết. Chào Cát Tường, chào bạn gái bên kia và chào mọi người. À, mình tên là Nguyễn Huy Đạt, 34 tuổi. Cách đây 9 năm, hiện tại là 43 tuổi. Rảnh ghê á, là sinh năm 77. Bằng tuổi tôi đó. À, tuổi con rắn đó, lên đường tình duyên á, chị Cát Tường. Rồi, mình quê ở đâu? À, thì quê mình hiện tại là cũng ở Sài Gòn, Hồ Chí Minh luôn. Quận mình mấy? Ở quận Bình Tân. À, hiện tại mình cũng làm về cái mảng IT, cũng quản lý hệ thống máy những đơn vị ở cũng ở trong Sài Gòn á chị Cát Tường. Còn em chào chị Cát Tường, em chào anh Nam bên kia. Chào em. Em tên là Nguyễn Thị Kim Ánh, thì hiện tại em làm việc ở Sài Gòn, quê em thì ở Long An. Rồi mình đang làm việc ở đâu anh? Dạ em làm việc ở quận 12 á chị. Dạ em làm bên website á chị. Ồ sao hình như nó cũng có cái gì đó giống về máy tính. Anh năm nay nhiêu tuổi Cưng? Dạ em sinh năm 1983 chị. Điểm mạnh điểm yếu của Cưng là gì anh? Trong công việc á thì em rất là cẩn thận, theo ý mình đúng ý thì mình mới hài lòng. Yếu thì em là dễ bị lạc đường á chị. Mình có khó tính trong công việc không? Bình thường á chị. Bình thường hả? Rồi thế còn Đạt thì là điểm mạnh điểm yếu của anh là như thế nào? Điểm mạnh của mình á thì mình hòa đồng, mình thân thiện, nói chung là thích nói chuyện mọi người, giao tiếp mọi người lắm. Và cái điểm yếu là mình thì khi mình trầm quá, nó thứ hai cái giọng mình không có hay. Trầm tính hay là trầm giọng? Trầm tính đó. Trầm tính sao nó thích nói chuyện với mọi người? Thì thích để tại vì khi tính mình trầm quá mình thích nói chuyện nhiều hơn đó, chứ bên ngoài thôi. Chẳng như về nhà tính mình sẽ trầm, nó cũng có theo từng giai đoạn. Mình tính trầm thì nhiều hơn. Dạ. Đôi khi là mình hơi bừa bộn về cái cuộc sống. Nó cũng đồ đạc nhiều lắm, sửa máy tính thì đồ nó quá trời quá đất luôn. Bài bữa đẩy nhà luôn phải không? Chính xác là vậy. Vô mà có kiếm cái chỗ ngã cái lưng nó không có luôn. Không phải chừa ra chỗ kia chứ. Bên đây. Tình duyên sao? Em thì cũng có quen được một mối tình do người nhà làm mai á chị. Rồi nhưng mà cũng không có hợp, quen được một năm. Không hợp cái chỗ nào? Do ngày xưa thì em cũng có một số vấn đề về công việc đó, rồi em cũng không có muốn ảnh là, tại vì ảnh thì ảnh lo nhiều quá đó, thì mình cũng không có muốn là mình làm gánh nặng cho người ta. Lo nhiều quá là lo gì? Ý đó là cái công việc của mình nó không có được tốt á thì người ta sẽ lo lắng cho mình nhiều hơn. Rồi. Trời ơi, em con gái mà em sợ chi mình vô duyên vậy. Đàn ông trách nhiệm ta phải lo cho mình cũng đâu có cần người ta gì đâu, người ta ví dụ khi cũng giúp đỡ cái tinh thần rồi, cái đó là trách nhiệm của người bạn trai. Tự nhiên cái mình rục rịch công việc, cái là mình sợ người ta lo cho mình, cái mình chia tay. Đôi lúc có trong cái cuộc sống không phải là riêng người bạn trai có trách nhiệm với người bạn gái, mà cái người bạn gái cũng vẫn có trách nhiệm với người bạn trai. Đó là hai người hiểu nhau. Đúng rồi. Hiểu nhau rồi mình sẽ cái gì cũng nói chuyện được, qua lại thì mình ok. Đúng hai rồi. Người sẽ giúp đỡ nhau nhưng chứ. Mà nhiều khi cái chuyện tiền nó cũng dễ làm chia tay lắm. Chứ tiền mà khó nói á, vượt lên nhiều thứ nó mới đến được, nhân duyên nó mới đến được. Còn nhưng mà lần sau là đừng có vụ đó nữa. Nhiệm vụ đàn ông phải lo cho mình, ok? Ok. Không, cả hai giờ mình đã đồng đẳng rồi, mình mà tôi cứ nói vậy đi. Ok, good. Good, không phải good, không phải good nữa. Rồi, tình trường của anh sao? Cát Tường thì mình cũng có hai cái mối tình. Mối tình đầu tiên là cũng 53, 55 tuổi, mối tình đầu tiên. Mình tham vui, gia đình lúc nào cũng có vui hết trơn, niềm vui rất nhiều. Không giờ mình nghĩ cái chuyện là phải có bạn gái hết trơn á. Khi má mất được một năm thì mình thấy là chắc cũng hơi buồn buồn. Rồi mình mới kiếm được một bạn. Thì cô bạn đó thì mình quen cũng được tầm có 4 tháng thôi. Thì cả hai người lại không có đến với nhau được, tại vì do là cái lối suy nghĩ sống cuộc sống của mọi người khác nhau nhiều quá. Tháng chắc cũng chưa có gì đậm đà mặn mà chưa. Thì chủ yếu là mình đi chơi rồi nắm tay nhẹ nhẹ thôi. Ở mối tình thứ hai thì là cũng là một năm sau thì cũng quen cô bạn này cũng bằng tuổi. Nói chung thì cả hai nói chuyện cũng được, nhưng mà điểm đó là nói chung là cô bạn nó còn hơi nóng tính quá đi. Đôi khi là hơi cổ hơi làm cho mình thấy hình như là áp lực. Thứ hai là cổ như là cái người sau này khi mà về là có thể là cái sự xung khắc giữa hai người rất là cao. Thôi mình nghĩ chắc cũng hơi khó đó. Quen được bao lâu? Cũng được 6 tháng. Thân mật hơn được chút. Hơn được chút, ok, vẫn đi nói đi ăn chú nói chuyện này cũng ok. Mà chỉ mất với bạn là hai người nói chuyện với nhau thôi, tại hai người cũng xem tuổi á. Thành ra là không có cái vụ đụng chạm ở đây. Tóm lại là ông còn trinh. Thì ok là vậy. Trời ơi, bộ chốt vấn đề 43 tuổi còn trinh ông nội ơi, thiệt tình khổ ghê vậy đó. Tại vì xưa nhà khó lắm, đâu có dám mà có gì mà sơ hỏng chân đâu là bị chữa chết. Để vợ nha. Trời ơi, buồn lắm hết chứ. Đợt này quyết chiến nha, quyết chiến quyết thắng nha. Ok, chị Cát Tường. Cố gắng lên, càng mà có khó tính không?
Không, mình rất là dễ tính đó chứ. Không, tôi nghĩ mấy người này ế già già là dễ khó tính. Nhưng mà chắc là do cái mình, cái sự mình gặp gỡ gì nọ chưa hợp như cái mình á, làm cho mình là mình không đến với họ thôi, thực sự không. Tại mình chơi rất nhiều bạn mà. Nếu mình chơi được nhiều bạn thì tính mình cũng cởi mở chứ đâu nó không khó tính đâu. Mình muốn tìm một người vợ tương lai là như thế nào? Thì mình thích một người bạn là họ có sự hòa đồng, vui vẻ, thông minh chút xíu, đảm đang một chút xíu. Cái chút xíu đó của ông mới khó đó, trời ơi. Thông minh xíu, đảm đang xíu. Chút xíu thôi mà, chứ đâu cần xíu nhiều. Khó nhiều, nhiều. Mình nói là chẳng như là có này có kia, chút xíu thôi. Gia giảm thêm á, chẳng hạn như là khi không có này thì thêm chút xíu vô, chứ không cần là nhiều nhiều mức độ vậy. Ngoại hình? Ngoại hình thì tương đối là được. Từ tương đối nó cũng mệt lắm á. Tương đối là sao? Cao, thấp, mập, ốm như thế nào? Cổ điển, hiện đại hay là mỗi thứ chút xíu? Mình nghĩ thì cao, thấp, mập, lùn không quan trọng. Quan trọng á. Có một chút quan trọng á. Lùn cũng có xinh thì cũng lùn mà. Mà nhưng mà giờ mình thích cái gì? Thích lụng hay thích cao? Thích mập hay thích ốm? Đừng nhìn nó giống tôi, người giống tôi là tuyệt chủng rồi. Thì chắc từ là cũng tương xem tương đối á. Trời ơi, mỏng lướt thật vời vợi. Thôi được rồi, vui thôi. Bên đây em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em cần tìm một người là họ chân thành, tôn trọng em và tôn trọng vào yêu quý những người xung quanh, sống hòa nhã, hòa đồng với mọi người, vui vẻ, hài hước, em thích vậy. Rồi, gì nữa? Ngoại hình? Em cũng không có quan trọng quá về ngoại hình, vừa vừa là được rồi. Vừa, ha, một người là coi như là tương đối, người vừa rồi. Rồi, đâu đưa chị coi cái hình coi. Dễ ẹt, kiếm đi, cổ trọng á. Thường Ánh có thích trang điểm không ta? Đây, lựa đi, có ảnh nó chổng đó. Thích cô nào? Mình nghĩ chắc là cô ở giữa. Do cảm nhận hay do suy đoán hay do tính toán hay do cái gì? Tại vì tính của ảnh là trầm. Cô này là vui nè. Cô này là ấy nè. Cô này là... này tròn, cô này tròn thì có thể là cô đã có gia đình rồi. Ủa, tròn là có gia đình rồi hả? Dạ, hai chồng sống nhà hợp là... Nhìn cái hình vậy biết cô này vui. Nhìn này biết cô này tròn, có gia đình rồi, cô này trầm. Rồi anh giữ cô trầm đó đi. Bên đây này. Rồi, giữ nguyên hiện trường nha. Rồi thôi được rồi, mời hai người nhìn về cửa trái tim. Chào bạn. Dạ, chào anh. Chưa mở anh ra đã chào. Đoán là chính xác đó. Tại vì cái cô ở giữa là đúng là về ảnh. Em sao? Anh đoán sai rồi. Sai chưa? Trời, anh nói đúng mà, dễ gì mà. Tại các bạn kia đã không đẹp trai bằng anh. Được, một điểm tự tin là điểm cộng. Ôi, ra ra nè, nè, tự tin quá. Anh hôm nay anh đi thì anh có đem theo một món quà để gửi cho đây, anh nha. Đứng đây, đứng đây, đứng anh. Em cũng có món quà để gửi anh. Rồi, anh cảm ơn anh nha. Ý nghĩa món quà đi anh trai. Thì phụ nữ thì anh hoa hồng phải trao cho nữ. Ủa, có đó bông hồng hả em? Hồng này là mỹ phẩm. Trời ơi, tự nhiên la bông hồng, tôi tưởng đâu mà. Rồi, ra anh có cuốn sách. Sách gì vậy cưng? Đẹp có phong cách chị. Thực sự anh, nãy như chị Cát Tường nói đó, là có vẻ là anh khó tính. Thật sự thì anh không thích những bạn xăm sơn nhuộm sữa. Không, mình không đụng chạm, tại vì cái đó là cái sở thích của mình thôi, chứ mình đụng chạm với ai. Mọi người có cái đẹp riêng. Ở đây không có xăm sơn, đụng sữa gì hết trơn á. Ok rồi đó. Dạ. Người ta kiểm sách này cũng nói chuyện là vì cái vẻ tâm hồn thì nó vẫn là hay hơn. Với đẹp tâm hồn thì mình đếp xung phướng ngoài thì nó chỉ là nước thời. Còn với đẹp tâm hồn thì nó sẽ lâu dài hơn. Rồi thôi, vui quà ta đi. Không xăm sơn, đụng sữa rồi ha. Nhuộm sữa tôi có hết á. Cái từ này nét đẹp truyền thống, hiện đại xíu. Truyền thống hiện đại xíu. Em tặng cho anh cái viết để có gì mình hỗ trợ trong công việc thêm cho tốt hơn. Ghi nhớ thêm. Ghi nhớ thêm hả? Rồi ok, cảm ơn anh rất nhiều. Ý nghĩa người ta đơn giản hết sức vậy đó. Được rồi, bây giờ các Tường sẽ dành riêng thời gian cho hai anh chị ha, cho đôi bạn trẻ tìm hiểu nhau và cùng thưởng thức một cái buổi ăn trưa. Xin mời. Ít phút nữa chị Tường quay lại nha, trò chuyện nhau thật là kỹ. Rồi thời gian như vậy làm bài của anh là có thật nhiều thời gian không để chẳng như đi chơi với bạn bè du lịch này nọ? Cũng có anh. Thì đa phần mình chỉ làm giờ hành chính thôi. Giờ hành chính thôi. Từ thứ bảy chủ nhật có ánh được nghỉ ngơi gì không? Dạ em được nghỉ ngày chủ nhật anh. Chủ nhật hả? Hiện tại là ánh đang trọ gần đâu, quận mấy? Em ở quận 12. Quận 12 hả? Thì chắc đó còn chắc gần anh á. Thường anh thích đi chơi chỗ này chỗ kia không? Chẳng như là du lịch chẳng hạn. Đi ăn uống. Thì cũng có anh. Có hả? Chắc ít đi ha. Dạ cũng hơi ít đi. Chắc bữa nào anh dẫn đi.
Thì Sài Gòn cũng nhiều cái được đặc trưng là ẩm thực cũng khá nhiều. Dạ. Anh có thể nói về anh đi. À dạ, em thì cũng vui vẻ cũng dạ thì những người mà dạng như là mới gặp á thì em cũng hơi ít nói, ít dạng như mình cũng chưa có cởi mở được á, nhưng mà ví dụ như những người thân quen á thì cũng vui vẻ. Em hay về dưới quê không? Dạ thường lắm anh, cỡ cuối tuần, thường cuối tuần là em hay về một tuần hai tuần lại. Chắc là ba mẹ vẫn còn hả? Dạ ba em mất rồi anh, chỉ còn mẹ. Dạ. Mẹ anh lớn tuổi chưa? Dạ cũng lớn rồi anh, nay 83 tuổi. Ồ mẹ lớn tuổi ha, vậy chắc là nhà phải người chăm á. Dạ đúng rồi anh. Út có... Út bỏ đi vậy sao mà chăm mẹ? Dạ có chị, anh chị á. À chị hả, ok em. Anh thì thường anh thích làm gì rảnh? Anh thì hồi xưa thì anh cũng hay cái thích gặp bạn bè lắm. Thì anh thì bạn cũng khá nhiều. Cuối tuần thì lúc nào cũng có bạn mời đi ăn uống này nọ đó. Thì hiện tại bây giờ anh thì cũng ít bạn rồi. Ở nhà thì anh thường là chơi với lại mấy anh em. Cứ từng thì mấy anh em gặp mặt lại nhau đó, rồi nói chuyện chơi, rồi ăn uống xíu. Trên nhà anh thì sống, mọi người sống rất hòa đồng. Là anh sống gia đình, riết cuộc sống anh vui quá. Được khi là anh cũng quên cái chuyện mà mình phải kiếm niềm vui riêng. Hay qua lại thì thời gian nó còn trôi khá nhanh. Chả như anh thấy anh như vậy thì em có sợ về cái tuổi tác hay không? Cũng hay có nói em ha. Dạ, cũng không có nhiều, khoảng cách cũng không có nhiều. Dạ. Kệ okay, không sao em. Nói chung tại vì anh với ánh cũng chưa có gặp nhau nhiều á, thành ra cũng chưa trao đổi để mình biết nhau nhiều hơn. Chẳng như anh thích ăn thì bữa nào anh sẽ dẫn anh đi ăn này nọ. Dạ. Thì anh thích ăn những món gì? Em thì cũng đơn giản anh chứ. Đơn giản hả? Dạ. Dê nè, cừu nè, hay những món này lạ. Dạ không, em thì thích ăn những cái món bình thường thôi. Xem hì vậy, anh thích ăn chay không? Dạ có anh. À vậy chắc ăn chay lần một tuần là 4 ngày đó hả? Dạ một tuần 2 ngày anh. À có khi tuần 4 ngày nhưng mà thường thì tuần 2 ngày. Có vẻ là anh là hiền á ha. Không, dạ không không anh động gì trơn á. Toàn chay mà đủ ăn luôn. Cừu, ăn đồ xong đủ ăn thịt cầy luôn đi. Không, phải chuột ngon lắm chơi, cái chị gắt thường à. À ok, thì ăn chay cũng được, món chay ở Sài Gòn vẫn nhiều mà. Có vấn đề gì? Còn em đi có ai đi theo không cưng? Dạ có một chị bạn. Chị bạn. Còn mình đi có ai đi chung không anh? Chị Cát Tường, tại mình có bạn mình kẹt việc cái chị Cát Tường, nên là bạn không đi chung được. Rồi rồi, mời bạn của anh vô trong này em ơi. Rồi giờ giới thiệu về mình nha, em chơi với anh là mối quan hệ như thế nào chị? Dạ, em là hàng xóm. Năm nay em sinh năm 78. 78 là 43, 42, nhỏ hơn đứa mà hai đứa mình 1 tuổi. Dạ dạ. Hôm nay bình thường thì mình chơi ở xóm mình thấy anh là như thế dạ. nào? Bình thường thì nói chung là anh mẹ ở thì cũng chưa được lâu lắm, nhưng mà em thấy nó hiền lành. Nó ít nói lắm. Không có trai hả? Em cũng kiếm người làm mai nhưng mà tại cái tuổi anh nó muốn nhiều hơn cho nên không có. À nghĩa là muốn quen người lớn tuổi hơn á. Dạ, muốn người thì lớn tuổi hơn. Cho nên là chững chạc, phải dạng như là phải chín chắn trưởng thành. Em muốn lớn hơn khoảng bao nhiêu cỡ anh này vậy được chưa? Khoảng nhiêu tuổi không em? Được chưa? Như vậy được chưa? Dạ được dạ, rồi. Vậy là ok rồi. Ok rồi, hợp lý rồi. Thế hôm nay em nhận xét ảnh anh trai như thế nào? Dạ em thấy anh cũng được, còn nữa thì hai người tự quyết định. Thật ra tuổi này mà trai chưa vợ, gái chưa chồng là cũng hơi hiếm á. Dạ. Đúng không? Mà tại sao ông này giờ tới này mà ổng chưa có gia đình thì ổng cũng thuộc loại hiếm luôn. Cho nên là em, nếu em có cảm hứng thì em phải tìm hiểu, em khám và phá. Chứ người ta là cũng còn trai nheo nhẽo đó. Đó, đúng không? Thì anh hiền lắm, đừng có khám phá anh. Quan trọng đàn ông vẫn là cái người chủ động. Để em gái nó dù sao cũng nhỏ hơn mình mà nó cũng chưa có kinh nghiệm luôn. Vậy nhắc em bạn gái đi. Rồi, em còn muốn nói gì với cặp đôi này nữa không? Em nói là nếu như anh mà muốn quen anh thì anh có thể chủ động. Tại vì anh nó hiền, nó nhút nhát lắm. Không, thì thường nói phụ nữ nào cũng về hiền trơn. Nhưng mà thường là về xong là mọc nanh. Thì chừng nào mọc nanh thì mình tính sao? Mọc nanh thì nói chung là cũng do mình nữa, người ta mới mọc nanh được. Nhưng mà người phụ nữ của mình phải mọc nanh mình mới thành người. À, là thay má ta dạy ta nên người đó. Đúng rồi, bây giờ má mất rồi mà không có người phụ nữ mọc nanh bên cạnh thì anh thành cái gì? Cũng hay ha. Đúng rồi. Rồi, chị cảm ơn em nha. Dạ. Rồi, để coi hai bạn này tiếp tục với nhau như thế nào. Đây, bóc bài chơi. Này gì từ? Không phải bài thiệt đâu, bóc đi. Có thưởng hả? Yêu cầu chương trình ở trong đó đó, bắt hít đất thuộc dầu gì đó, đọc lớn lên. Ồ oh. Có bạn nữ. Thì đọc lớn lên đi. À, bạn nữ hãy chọn một trong ba hành động sau để thể hiện với bạn trai. Một là nắm tay, hai là ôm bạn trai từ sau, hai là vuốt tóc bạn trai. Ba là vuốt tóc bạn trai. Rồi nói cảm xúc, chọn đi em. À, chọn cái số 1 đi chị. Số 1, nắm tay, rồi bước qua cho người ta đi. Chứ không lẽ bắt người ta đi qua nắm tay nữa. Thiệt lời, muốn chết rồi hả? Rồi. Rồi anh cũng mến đất tiền nha. Nắm, trời nắm 30 giây người ta mới cảm nhận người ta. 10 giây đủ rồi, 5 giây đủ rồi. Đừng tào lao. Tại anh hơi lạnh.
Ok, tay của anh rất mềm. Người ta nói cảm xúc với bộ anh nói sao mà. Cảm xúc của em như thế nào? Tay hơi lạnh. Tay hơi lạnh. Em có run không? À, dạ, hơi run. Vậy thôi đó hả? Dạ. Có lạnh, có run. Rồi, mời em. Đây, bóc một lá đi cưng. Rồi, đọc lớn lên. Coi cái gì ở trọng. Em hành hạ anh cho chị coi. À, cái này mình đổi được không chị? Chị đọc lên đi. Ok, đổi được. Đổi cái gì mà đổi, đọc lên coi. Chàng trai bế cô gái trong 15 giây thể hiện sự khỏe mạnh. Dạ, anh không khỏe đâu ta. Anh thấy sao anh? Wow. Wow. À, tại vì mình mới gặp nhau thôi, khi mà dạ, tác dụng chạm không hay, chắc chị có thường cho bạn đổi. Tại vì ánh cũng hơi hiền đó. Dạ. Người ta mà gì tôi không hơi... phải gì cổ hơi hiền mà tôi thấy cổ mặc váy. Rồi cho em ưu tiên đó nha, chứ đó giờ chị chưa bao giờ cho ai đổi đâu đó. Đúng không chị? Lần này là phải ráng chịu nha. Đặt cách cho em rồi đó. Chàng trai xin phép nắm tay, sau đó hôn tay cô gái rồi nói cảm nhận. Trời ơi, lời quá. Ok. À, chảnh, anh chảnh nắm tay em nha. Ok, khi anh nắm tay anh thì có vẻ tay anh cũng mềm và ấm. Cũng chung là tay anh thì nó hơi lạnh quá. Ở gặp anh đây thì... còn hôn nữa cha. Hôn. Ừ, xin ta đi. À, chắc anh sẽ gửi một hôn trên tay của anh nha. Ủa, nó cảm nhận nổi. Bàn tay nhẹ nhàng, thơm. Tuyệt vời. Có điện cảm không? Có cảm xúc không? Cảm xúc nhiều quá chị. Cát Tường về chỗ. Nói chứ vui, lâu lâu mình mới gặp được người bạn cùng trang lứa của mình mà còn bị ế nên mình thấy vui á, phấn khích cho người, không phải mình ế. Cho nên hơi chọc ghẹo ảnh chút. Ai biểu đầu tiên vô, mọi người đăng ký tham gia chương trình đầu tiên trước khi ghi hình phải đút lót cho bà mối Cát Tường, đừng có cà khịa. Nãy ông nói Cát Tường dữ quá, ông bịt mắt, ông nghe tiếng tôi, ông nói tôi dữ quá, bởi vì nãy giờ ông bị tôi chơi quá trời luôn. Vui không em? Chị vậy để cho em thoải mái hơn xíu, cho em dễ để mình chia sẻ. Giúp anh đó. Dạ, cảm ơn chị Tư rất nhiều. Giúp nhiều. Cái quyền quyết định là ở hai bạn ha. Chương trình chỉ tạo cho mình một cái cầu nối thôi. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Cát Tường, đồng ý thì bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Ok. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Rồi, tuyệt vời, dễ thương. Rồi, nắm tay nhau đi nè. Bây giờ quan trọng nè, hồi nãy là chương trình bắt buộc, còn bây giờ là sự thật. Khi bấm nút hẹn hò, mình hãy trao nhau một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên mình gặp mặt. Trời ơi, ông che lại nữa, ông che thấy mệt, ông ghê vậy đó. Em chào chị Cát Tường, chào chương trình. Em tên là Lê Văn Đức. Lê Văn Đức? Dạ, sinh năm 1979. 1979? Dạ. 1979 là năm nay 33 tuổi, 43 tuổi phải không? Rồi, quê mình ở đâu anh Đức? Dạ, Tây Ninh chị. Tây Ninh? Dạ. Hiện nãy mình đang làm công việc gì? Em thì làm nông không chị, làm ruộng với có đi gặt lúa thôi chị. Làm nông, gặt lúa, dạ. Vậy là khỏe dữ lắm đúng không? Mạnh khỏe đúng không? Dạ. Nhưng mà mình ở Long An là ở chỗ nào? Tây Ninh chị. À quên, ở Tây Ninh là ở chỗ nào? Ở Bến Cầu chị. Bến Cầu. Vậy là hôm nay mình từ Tây Ninh chạy lên đây ghi hình? Dạ. Ồ, mình đăng ký chương trình lâu chưa? Nay cũng năm mấy rồi chị. Đăng ký một năm mấy rồi, bữa nay mới được mời lên quay. Dạ. Bộ chắc yêu cầu khó lắm hay gì, người ta không tìm được người. Không, cũng có chương trình có gọi mà ba em qua phành á, rồi không có đi chị. Ba sao? Ba bị chết. Ba mất cho nên là mình không đi được. Rồi hôm nay mình mới quay lại ha. Dạ. Thôi xin chia buồn với em nha. Dạ. Mời rồi thì điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Em thì công việc thì nhiệt tình trong công việc chị. Gì nữa? Trời, có vẻ chân thật, chân chất thật thà, ít nói quá vậy. Em nông dân mà vậy. Nông dân ha. Dạ. Có sao nói vậy? Đất nhiều không? Dạ cũng 4-5 mẫu á chị. 4-5 mẫu. Dạ. Nhà mình đông anh chị em không Đức? Dạ, nhà em 2 trai 2 gái chị. 2 trai 2 gái, rồi lập dạ. Gia đình hết chưa? Dạ hết rồi chị. Hiện tại em sống với ai? Mẹ. Em sống với mẹ, với em bị gãy đổ hết lần rồi chị. Bị gì? Bị gãy đổ hết một lần rồi. Dạ. Có cháu nào chưa? Dạ em 3 đứa con. 3 đứa con? Rồi dạ. Ở với mẹ hay ở với em? Em 2 đứa, bà xã em đứa. Dạ, 3 đứa là nhiêu tuổi? Đứa lớn này 16 rồi. Kế rồi. Nó 14. Kế nó 12 chị. 12. 11. 11. Dạ. Là đứa út ở với mẹ. Dạ. 2 đứa lớn ở với em. Dạ. Trai gái?
Hai trai một gái gì? Hai trai một gái thì là em là hai đứa trai luôn. Dạ, thằng trai đứa gái gì? À, em là thằng trai đứa gái, còn thằng trai út là ở với mẹ nó. Dạ. Mẹ ở gần đó không? Nó có mà hai bên có qua lại chăm sóc con cái không? Dạ không, chị có con chở rư rước về, có về nhà thăm nhà chứ em cũng không có đi. Đi trển là đi đâu? Đi lên trên vợ đó. Bộ vợ thì... nhà vợ cũ xa lắm hả? Dạ cũng gần chị. Mà không có thăm, không có qua lại gì hết. Qua lại hoài mà lên hỏi bà vợ vợ không trả lời rồi không có. Không có lên nữa. Không có lên nữa. Dạ. Chị ly hôn bao lâu rồi? Nay 17 năm chị, 12 năm chị. Ồ, ly hôn lâu dữ vậy rồi đó hả? Dạ. Rồi chút xíu nữa chị sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái chuyện này nha. Dạ. Rồi bây giờ chào em gái nè, ngồi thẳng lưng lên cho đẹp em gái ơi. Rồi mình giới thiệu về mình nha. Rồi nói lớn lên xíu nữa. Em xin chào chị Cát Tường và bạn nam bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt ở đây. Em tên Quỳnh Thị Anh Đào, em 41 tuổi, em quê Tây Ninh. Tây Ninh luôn, 41 tuổi quê Tây Ninh luôn. Tây Ninh ở chỗ nào? Em thuộc huyện Gò Dầu, xã Cẩm Giang. Gò Dầu Cẩm Giang có gần bên mình chỗ mình không? Dạ cũng gần. Cách nhau bao xa? Cũng 20 cây số. 20 cây số vậy là cũng dễ ha, dễ cho việc hẹn hò. Nghe Tây Ninh là phái rồi ha. Dạ. Rồi em đang làm công việc gì? Dạ em bán tổng. Nói lớn lên Cương ơi, nói nhỏ xíu làm sao bên đây nghe. Không nghe gì hết á. Em bán tạp hóa ở chợ ở Cẩm Long. Bán tạp hóa chợ Cẩm Long. Hiện tại em đang sống với ai? Em đang sống với ông anh thứ hai. Ba mẹ đâu? Dạ ba mẹ em. Ba mẹ mất rồi, sống anh thứ hai. Nhà mình đông anh chị em không? Nhà em 5 người. 5 người. Những người kia là có gia đình hết rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Còn điểm yếu của em là nhút nhát với chậm chạp. Vui vẻ, hòa đồng, mà nhút nhát hay chậm chạp. Mình biết vậy, có gì đâu nhút nhát. Mình tự tin lên, nhanh nhẹn lên một chút. Dạ. Nha, tự tin lên, nói lớn lên thì mới nghe được. Hồi nãy giờ em nghe cái hoàn cảnh gia đình của anh bên này không? Dạ, rồi em suy nghĩ như thế nào? Em có ngại gì không? Em cũng hơi ngại. Hơi ngại. Cho chị hỏi một cái, em 43 tuổi rồi là em đã có hôn trải qua cuộc hôn nhân nào chưa? Dạ em chưa trải qua mối tình nào. Chưa trải hôn nhân. Chưa trải hôn nhân. Cho nên nghe bên này có ly hôn rồi ba đứa con là hơi ngại đúng không? Bây giờ em ngại cái gì? Em nói thiệt chị nghe coi. Nói lớn lên ngại gì nè? Em ngại thì ảnh có gia đình. Anh có kết hôn rồi thì em cũng ngại chuyện đó, với ảnh có con nữa em không biết nói sao. Không biết nói sao. Giờ chị Tường nói cho em nghe nha. Không, giờ chị Tường vẫn lớn hơn em, dù em 40 mấy tuổi, chị Tường vẫn lớn hơn em. Bây giờ chị nói em nghe, trước khi em đến tham gia chương trình, em biết mình là năm nay là em nói bao nhiêu, em mới 41 tuổi. Dạ. Là em biết cái tuổi này người ta bình thường là cũng có vợ có chồng có con hết rồi đúng không? Mà bây giờ em chưa có kết hôn lần nào. Thì bây giờ em đăng ký tham gia chương trình, mà bây giờ em nghĩ thử coi, về cái tuổi bằng em với lớn hơn em thì có cái ông nào mà chưa có gia đình, chưa có vợ có con? Cái ông nào 40 mấy tuổi mà chưa lập gia đình thì em cũng phải coi lại ông có vấn đề. Cho nên mình phải hiểu vấn đề là bây giờ cái tuổi của mình là chỉ có gặp người đã từng gãy đổ thôi. Làm gì có trai nào mà còn nguyên còn tân để dành cho em. Cho nên đâu có gì đâu ngại. Đúng không? Không lẽ bây giờ em muốn kiếm một người 40 mấy tuổi mà chưa có gia đình ở đâu ra? Hay em muốn quen trai nhỏ hơn em 15-20 tuổi, mình không đủ khả năng. Chị Tường còn làm chưa được chuyện đó nữa mà. Cho nên là mình phải hiểu vấn đề là cái người đàn ông ở cái tuổi của mình bắt buộc họ phải đã gãy đổ rồi. Cho nên là em đừng có ngại vấn đề đó. Còn cái chuyện về con cái thì mình phải hiểu là con nít nó không có tội, do ba mẹ để cho con cái nó phải sống, một là gần cha, hai là gần mẹ. Thì con nít thì mình yêu thương nó, mình giáo dục, mình dạy dỗ nó thì nó sẽ yêu thương lại mình. Bây giờ văn minh rồi, không có cái gì mà phải ngần ngại mấy chuyện đó. Cái em cần quan tâm là cái người đàn ông đó ra sao, tánh tình như thế nào, có yêu thương em hay không. Chứ còn bây giờ chị nói thẳng, lên đây giờ chưa tìm hiểu, bây giờ em 41 tuổi mà em đòi kiếm người chưa có vợ đi kiếm cho em là chắc là chương trình kiếm không ra, khó lắm. Đúng không? Cho nên không có gì ngại hết. Nha. Mở lòng ra một chút xíu để cho mình cái cơ hội. Còn không cho nữa là mình hút luôn đó. Cơ hội không có đến nhiều lần nha Cương nha. Rồi bây giờ nói một chút xíu cho chị nghe về tình trường của em nè. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua một mối tình. Một mối tình, hồi nào? Cách đây khoảng 3 năm
Em rồi em buôn bán ở chợ mà em nói nhỏ xíu vậy rồi em buôn bán kiểu gì? Em bán cái gì ngoài chợ? Em bán tạp hóa nhưng nó chuyện cũng nhỏ nhỏ. Bán tạp hóa vậy đó hả? Rồi nói gì rồi sao người ta nghe? Người ta cũng nghe. Trời đất ơi, rồi sao? Em có trải qua một mối tình cách đây khoảng 3 năm. Em quen được khoảng chừng gần 1 năm. Thì em thấy không hợp. Sao vậy? Anh đó làm gì mà không hợp? Ảnh tính cách ảnh thấy không có dạng không có chững chạc với không có tôn trọng người con gái. Ảnh nó nhiêu tuổi? Ảnh 44 tuổi. À là coi lớn hơn em vài tuổi. Dạ. Ảnh có gia đình chưa? Dạ cũng chưa. Chưa luôn. Dạ. Trời ơi, chưa vậy ngon quá, làm sao không ráng giữ? Tại vì thấy không hợp nên em. Ai đề nghị chia tay? Em. Sao tự nhiên không tại, hợp, sao không cố gắng tìm hiểu thêm? Em thấy ảnh không có biết quan tâm, không biết, không tôn trọng em nên em thấy vậy. À, là một mối tình duy nhất đó thôi đó hả? Dạ. Còn nguyên cái thời mà tuổi trẻ làm gì không có bộ? Tuổi trẻ thì cũng có người theo đuổi nhưng mà tại không đúng gu của em. Trời ơi, gu em khó quá vậy. Bây giờ gu em sao nè? Giờ muốn tìm người sao nè? Gu của em là người chững chạc, rồi có công việc ổn định. Rồi biết là người của gia đình. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì tương đối. Và tương đối thì vừa người. Tương đối vừa người. Cũng cao mét khoảng 1m65. Rồi thôi bây giờ cố gắng cho mình cái cơ hội tìm kiếm, tuổi này còn lấy chồng còn sinh con nữa chứ. Chứ không thôi xa càng lớn càng khó sinh. Dạ. Đúng không? Đừng kén chọn quá. Dạ. Có muốn có con không? Dạ muốn. Đó, cho nên là cố gắng đi nắm bắt cái cơ hội nha, tìm hiểu cho kỹ vô. Đương nhiên chị Tường nói như vậy không có nghĩa là mình lấy đại, nhưng mà ý là mình phải cho mình cơ hội. Đôi lúc mình cứ đưa ra những cái khuôn khổ không có chịu này, không có chịu cái kia, mình áp đặt mình như vậy là mình sẽ khó mở lòng lắm. Thả lỏng một xíu nha, để cho cơ hội nó tới với mình. Thay đổi cuộc đời, có chồng nhưng đẹp hơn nữa. Nghe không? Không có chồng mà người nó khô khan, cọc cằn, quọ quọ lắm, có chồng nó đẹp liền cũng dễ chịu liền à. Đúng không? Rồi. À, nãy giờ nghe cổ chia sẻ không? Dạ em nghe. Rồi sao người ta còn coi như là chưa có gì, chưa có chồng, chưa có gia đình lần nào luôn đó. Rồi bây giờ thí dụ mà hỏi nè, bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh em. Em thì thật lòng trong công việc là gì? Còn tình cảm thì thương chỉ một người thôi chị. Thương chỉ một người thôi. Vậy thì ta có cơ hậu mà. Nhưng mà giờ chị hỏi hồi xưa lý do là sao mà mình lại ly hôn với vợ trong khi đã ba mặt con rồi? Tại bà xã em hồi đó nghe là bà mẹ vợ á, rồi sanh cái sau này cái đi về trảnh luôn, không có về cái cắt ly hôn luôn, chứ em cũng đâu có. Nhưng em có tìm hiểu nguyên nhân tại sao mà bên đó chung giờ em cũng không đổ thừa bên kia, em cũng không thừa em. Trong hoàn cảnh kiểu bên kia nghe là bà già ruột quá. Nhưng mà phải mình không có được cái gì đó người ta mới chê mình, người ta mới biểu con người ta ly hôn với mình chứ. Mình có tự kiểm điểm bản thân không? Ví dụ em thấy lúc đó là để mình rút kinh nghiệm cho cái lần sau nè, là em nghĩ lúc đó cái gì em chưa tốt mà để cho người ta phải vậy. Em giờ cũng biết nói gì giờ. Nói chung mà em không có tật gì hết. Tự nhiên cái là đi vậy thôi, cái đúc đơn lên tòa thôi, chứ em cũng không biết em đi làm vậy, đi cài vậy, vô biết vậy thôi chứ cũng không biết gì. Hay là tại lo đi cài quá, đi làm quá là không quan tâm vợ, không yêu thương chiều chuộng vợ, không chăm sóc vợ. Quan tâm gì chị, đi làm em có máy phấm đó, đi phấm lúa, bữa nấu cơm thì bữa khét, bữa chín rồi cái em nói mấy lính em nói thôi ráng ăn đi chứ cơm mà giờ bà xã không nấu, bữa dài bữa khác ăn gì nấu, nói mà ráng ăn đi làm chứ. Nó đi làm vợ bới cơm lên đó hả? Dạ, cơm cũng bữa... đi làm vợ theo á chị. Bữa thì cơm thì khác, bữa thì gạo hay còn sóc sống á chị. Trời đất ơi. Thôi chuyện cũ cũng bỏ qua, lâu quá rồi ha, mười mấy năm rồi ha. Dạ, nói mười mấy năm chị. Rồi
Bây giờ muốn tìm một người vợ như thế nào? Em cảnh gì giờ em biết nói gì, giờ em ba đứa con mà. Nói chung hoàn cảnh của em thì cái người phụ nữ của em thì kính trên người dưới, biết hai bên được rồi. Em chỉ cần nhiêu đó, em giờ cũng đâu cần gì đó chị. Bởi vì em gãi đổ hết lần. Đâu mong gì nữa. Đâu mong gì nữa là sao? Cái gì mà bi quan vậy? Gãy đổ một lần chứ có phải tội đồ gì đâu mà bi quan vậy. Thì nói chung là em giờ đã bị gãy đổ vậy, chừng muốn cũng đâu được. Nhưng mà chị thấy em có vẻ hơi vô tâm. Dạ. Đừng có đổ thừa vô công việc. Bây giờ nếu mà mình lấy một cái người vợ nữa, mà nếu mình may mắn là mình lấy được một cái người mà người ta cũng chưa có gia đình, người ta chưa có con cái, chưa có gì hết, người ta toàn tâm toàn ý với mình, thì em phải dành thời gian chăm sóc vợ. Nó phải có cái gì đó nó thì giờ phải vậy thôi chứ giờ sao vậy? Chứ bây giờ mà em vẫn đi làm rồi đi phóng lúa phóng đồ rồi em bỏ vợ em nữa, vợ em đi nữa chứ. Nói thiệt. Dạ. Được không? Dạ. Giờ công việc đã ổn định chưa? Dạ em ổn định rồi chị. Giờ là chị hỏi thiệt là giờ có dư không để lấy vợ về, ví dụ vợ sinh con nữa thì như thế nào? Cũng nuôi nãy em cũng không biết bệnh tên gì, nó nhỏ em cũng không nghe. Đó. Em tên Anh Đào. Anh Đào. Em cỡ nuôi đào hết quãng đường này lại cũng được chị. Nuôi hết quãng đường lại cũng được. Dạ. Nhưng mà ăn thua là cái cách nuôi như thế nào nữa. Đôi lúc tiền cũng chưa đủ. Ngộ lắm, có những cặp ly hôn á, không có tiền cũng ly hôn. Mà có tiền cũng ly hôn luôn. Dạ. Nhưng mà dù sao có tiền vẫn đỡ hơn không có tiền. Bây giờ mình có tiền rồi, mình nói là cái chị ghi nhận cái sự chân thành của em. Đây người ta nông dân, người ta có sao nói vậy nha Đào nha. Người ta nuôi em hết quãng đời còn lại cũng được nữa. Nhưng mà quan trọng phụ nữ không phải là cần tiền không đâu. Dạ. Mà cái cách chăm sóc nữa. Dạ. Đi làm cũng phải tranh thủ cái thời gian, tuổi này tuổi cũng bắt đầu xế chiều rồi đó. Dạ. Về còn hưởng thụ sáng dậy rồi cùng nhau rồi. À, phải không, làm cái gì đó ăn sáng rồi xong đi đi làm, anh ai nấy làm rồi cũng phải có bữa cơm chiều gia đình đầm ấm lãng mạn, chăm sóc nhau chút, lâu lâu rồi lễ Tết gì đó cũng có mua bó hoa hay món quà, cái áo cái quần cái kẹp cái bông gì tặng vợ, đơn giản thôi. Nhưng mà phải có quan tâm, ví dụ đi làm về một ngày cũng phải hỏi hôm nay em nhà em làm gì đồ. Em nhớ anh không, hoặc là anh nhớ em, anh ở ngoài ruộng phóng ruộng mà anh nhớ em đừng chết. Thí dụ vậy. Em chỉ mong được vậy chị, mà không có. Mà em có làm được vậy không? Được chị. Em có nói được vậy không? Được. Em có nói là ồ anh đi làm cả ngày hôm nay anh ở ngoài ruộng mà anh nhớ em muốn chết. Rồi bà xã em mà phải mà nói được vậy cũng đỡ như chị vậy nói vậy. Nhưng mà em có nói được vậy với bà xã không? Có mà đâu có quan tâm tới em, đi làm tự em về em ăn cơm vậy. Thôi bây giờ chuyện cũ rồi, bây giờ người ta nói chuyện mới nè. Dạ. Mình phải làm như vậy nghe không? Dạ. Và mình là đàn ông mình phải chủ động. Dạ. Và nên nhớ trong cái mối quan hệ này nếu được thì em phải là người chủ động, bị người ta thiệt thòi nghe, người ta còn nguyên, người ta chưa có lấy chồng. Còn mình là ba mặt con bự chà bá rồi, là mình phải hy sinh nhiều hơn một chút, quan tâm người ta nhiều một chút. Được không? Dạ được. Rồi. Nếu được chừng nào kết hôn? Nói chung mà cũng 3 tháng năm đổ lại chị. Trời ơi, 3 tháng năm đổ lại ha. À, rồi, bây giờ chị hỏi em gái một chút xíu nữa nha. Thí dụ bây giờ kết hôn thì đương nhiên là mình sẽ về nhà chồng, phụ chồng mình công chuyện, hoặc cũng có thể mình cũng mở tại tập quá mình mận. Em có vấn đề gì không? Em có ngại ngùng gì không? Ồ, cùng Tây Ninh gần chết. Em lo lắng điều gì? Em nói chị Tường nghe coi. Cái gì mà cứ không biết nói sao hoài, mình nghĩ sao nói vậy đi. Thì mong ước của em là sau này nếu mà có chồng thì về nhà chồng, thì nếu mà có điều kiện thì ra buôn bán. Dễ mà, mở cái tiệm tạp hóa cho vợ được ở buôn bán nhà được không? Ở đó chưa chị, chưa cũng còn, nói chung nhà cũng ít mai mốt đó, nó chỉ có lấy khu công nghiệp đó, chắc có thể buôn bán được em ơi. À, buôn bán được. Rồi, gì nữa, lo lắng gì nữa? Muốn cái gì nữa nói nghe coi. Tôi giải quyết hết cho, tôi đại diện nhà gái. Muốn gì? Muốn người đó biết quan tâm. Rồi là người của gia đình. Được em ơi, cái điều đó anh làm được rồi, điều đó anh làm được hết.
thôi giờ cô này cô nói nhỏ quá, bây giờ mà cái che vậy hoài là cô nó nói không có nghe được đâu. Dạ, bây giờ mình mở cửa trái tim đi để mình nhìn mặt mình nói cho nó dễ đúng không? Nhìn được cái khẩu hình nha. Rồi, bây giờ thì xin mời đôi trẻ chuẩn bị. Trời, đôi trẻ luôn. Tôi cũng trẻ nữa nè. Mở cửa trái tim. Tan 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 tan. Tặng liền, tặng liền. Đưa qua trái tim nó luôn. Trời, anh tặng vậy thôi hả? Nói một câu cho nó dài dài chút coi. Món quà đầu tiên anh tặng em gì đó đi. Trời. Món quà đầu tiên anh tặng em. Em cũng có quà nhỏ tặng anh. Trời ơi, cặp này tôi phải đi theo, tôi đối thúc. Rồi, rồi ngồi xuống đi. Coi coi người ta tặng quà gì, vui qua nè, cảm nhận rồi, cảm ơn người ta đàng hoàng nè. Khui luôn hả chị Tiền? Khui luôn. Cái này. Wow. Cái này là gì em cũng biết. Cái đó anh không biết gì luôn hả? Dạ. Hỏi người ta đi, hỏi em cái đi. Đó, cà vạt á anh. Cà vạt. Biết cà vạt không? Dạ biết chị. Trời ơi, mà ông nói cái này cái gì không biết hết hồn. Em thấy cũng lạ lạ. Em chưa có bóp luôn. Hỏi coi có ý nghĩa gì không? Cái này có ý nghĩa gì em? Thì ý nghĩa là đàn ông đeo cà vạt lên rất là lịch sự và sang trọng nên em thích như vậy. Lần đầu tiên em thấy anh, em có cảm nghĩ gì không? Nghĩ gì anh? Em thấy anh cũng cũng hiền, thật thà. Thấy cũng vui vẻ. Còn anh thấy em sao? Thấy cũng được. Tôi nói cho nghe cái cà vạt này đó. Dạ. Ý nghĩa nó đeo vô nó đẹp không nói gì rồi. Dạ. Mà ổng làm ruộng, ổng đi phóng ruộng không, ổng lại đi ra bằng ruộng đeo cà vạt. Cà vạt này có ý nghĩa là kết hôn đó, chú rể mới mang cà vạt, đúng không? Dạ. Cái cà vạt này là ta chồng vô cổ là lôi ông đi đâu ông phải đi theo luôn đó. Dạ. Sợ không? Sợ. Sợ không? Dạ. Có đi theo không? Dạ. Dạ đi chị. Đi nha. Dạ. Rồi hy vọng tới ngày đám cưới lấy cà vạt đeo vô nhau, chụp hình cưới đeo vô nhau. Dạ. Rồi, thôi bây giờ vậy. Ủa chết cha, tôi cũng quýu với hai người luôn, tôi quên coi hình thôi dẹp luôn đi. Bây giờ thì chị Tường xin mời hai bạn sẽ cùng thưởng thức một cái bữa ăn trưa của chương trình. Mình vừa ngồi ăn trưa, vừa trò chuyện với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Nhớ là trò chuyện với nhau thiệt là kỹ vô ha. Hỏi vô, em đừng có ngại gì hết trơn á. Mình hỏi rõ, mình biết nhiều thông tin, mình không thiệt thòi. Mình không hỏi, mình không nói á, là chị Tường không biết đường đâu mà rờ. Để mà chị Tường, Tường là luôn đứng về phía chị em phụ nữ. Cho nên là mình phải cần gì mình cứ nói ra. Giờ chị Tường ra ngoài ngồi nha. Hai bạn cứ nhiệt tình nói chuyện với nhau được không? Được. Rồi. Anh ở Bến Cầu hả? À, là Bến Cầu. Anh ở khúc nào? Ở ngã ba An Thạnh vô. An Thạnh. Khu đó em cũng rành luôn. Dạ. Ngay chỗ cầu và giờ ngay chỗ huyện đi xuống á. Ồ gì? Đường đi về cửa khẩu Một Bài á. À em biết. Đường bên ba xã cánh tay của Trần Bàn á. À đường đi lên Trần Bàn á. Ừ. À. Nó đi qua tắt qua bên Trần Bàn cũng được. À. Đường đi về ngã tư khẩu á. Anh nói anh có ba người con. Rồi hai người con là hai đứa kia thì mẹ giữ hả? Mẹ không, anh giữ con anh, hai đứa lớn thì ở bên anh, còn đứa nhỏ thì ở bên mẹ. À. Là em đồng anh em không? Nhà em 5 người. Em thứ mấy? Em thứ 5. Thứ 5 hả? Úc luôn hả? Em kế Úc. Mấy anh chị có gia đình hết rồi? Dạ, mấy anh chị kia cũng có gia đình hết rồi. Em ăn ấy? À, dạ. Ăn cũng ăn. À. Nãy em nói 41 tuổi hả? Dạ.
sao mà không có gia đình kén chọn lắm mà tao tới thở chờ à? Nếu có gia đình là em đâu có ngồi đây chị. Rồi anh có thường có đi qua cũng Cẩm Giang lần nào chị? Có thường đi hoài. À, đường đó thì nó cũng ít đi, có đi bên ngã ba Đất Sét rồi đi làm ở bên đó. À. Anh nãy nói là anh ly hôn 12 năm hả? 12 năm. À. Anh mong muốn người phụ nữ của anh như thế nào? Biết tính trên người dưới được rồi, biết không? Cha mẹ hai bên, anh em, cô chú, bạn bè được rồi, như đó. Quan tâm chăm sóc nữa được rồi. Rồi anh làm gì, anh có anh làm nguyên ngày hay làm buổi? Làm ruộng hả? À. Làm buổi này chỉ lấy nước rồi. À. Giờ làm cũng mướn tao làm không chứ nhà có làm đâu. Có đi đi gặt lúa, đi mới đi chiều về. Ở nhiều thì làm nhiều, ít thì làm ít. Nhiều thì tấu. Rồi, anh ly hôn từ 12 năm nay là chưa không quen ai nữa hả? Thì cũng có quen chứ không có. Quen nói chung cũng không có không có hợp nữa, rồi cũng không có quen nữa. Kế hoạch kết hôn làm dâu sinh con, phát triển kinh tế. Em nghĩ sao? Kế hoạch kết hôn làm dâu sinh con, phát triển kinh tế. Em thấy thì bình thường như bao nhiêu phụ nữ khác thì em mong muốn sau này em nếu mà em có gia đình thì em sinh một đứa con vậy đó. Con trai hay con gái? Con nào cũng là con. Con nào cũng được. Rồi làm dâu. Làm dâu hả? Làm dâu thì không, em làm dâu thì bình thường thôi. Không có ngại gì hết. Em ở Cẩm Giang ngay chỗ đó xã luôn hả sao? Em ở ấp Cẩm Long. Cẩm Long hả? Nhà em bán tập quán lớn không? Em bán ở chợ. Bán tại chợ luôn? Dạ. Nhà em thì trong hẻm nhưng mà ra chợ em bán. Chạy ra chợ khoảng 5 cây. Đâu, khoảng 1 cây chứ. Okay. Anh giờ thì có gia đình rồi, gãi gánh giữa đường vậy á. Bây giờ ba đứa con vậy. Em có ngại không? Em cũng hơi ngại chút xíu. Ngại sao? Thì hơi ngại ra anh thì đổ vỡ rồi có con này hơi khó lòng chút. Khó lòng gì? Con em thương nó thương em chứ có gì đâu khó lòng. Nó nhỏ
sao em không ăn đi? Dạ dạ. Anh không ăn đi. Ông lại dắt tôi đi theo hay gì? Cái gì mà im gu bà gù vậy trời? Ngồi không nghe gì hết trơn vậy? Em cũng quýt thôi, nói chuyện. Nãy tôi dặn rồi, bây giờ mình phải chủ động chứ. Bây giờ làm sao? Bây giờ người ta còn rụt rè, ta chưa có gãy hôn nhân lần nào. Mình phải... thấy chứ? Dạ. Rồi nãy giờ tìm hiểu được cái gì chưa? Dạ, cũng được chút chút. Chút chút à? Dạ. Thấy ổn không? Dạ, ổn. Còn thấy thích không? Thích. Trời ơi, thích thì ông phải cố lên chứ. Bây giờ không lẽ giờ ai đưa tới cho ông hưởng luôn cái gì trời. Khổ tâm ghê vậy đó. Nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với anh với mẹ. Có anh có mẹ luôn? Dạ. Ồ, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em gái của em. Em ruột á hả? Dạ. À rồi, nếu vậy thì bây giờ mình sẽ mời cả đại diện gia đình hai bên vào để mình xin ý kiến của người thân quý vị nha. Rồi. Dạ con xin chào cô. Vậy là cô là đây là phụ huynh, đây là mẹ đây đúng không? Dạ, của Đức. Dạ mẹ của Đức. Rồi mẹ anh hai. Anh hai. Rồi bác. Chú bác. Chú bác là sao? Anh em chú bác. À anh em chú bác. Còn chị? Chị dâu. Dâu. Chị dâu. Chị dâu. Chị dâu là vợ của anh hả? Dạ. Anh hai, chị hai. Còn em? Em là em gái. Hả? Em cùng sớm. Em cùng sớm. Trời ơi có đủ luôn. Có mẹ, có anh em ruột, có anh, có chị dâu, rồi có là hàng xóm, rồi có anh em chú bác nữa. Coi như là đầy đủ hết trơn, mọi người thấy không? Chứng kiến mới thật tình. Dạ, chứng kiến mới thật tình. Hôm nay là quyết đi hỏi vợ ha. Rồi em là... Em ruột. Em ruột. À, em ruột là em năm nay nhiêu tuổi, em tên gì? Dạ, em 39 tuổi. Em 39 tuổi, có gia đình em chưa? Em thi. Có gia đình tình chưa? Đổ gãi rồi. Cũng đổ gãi luôn. Chà, rồi xong chương trình chị lo cho chị em xong rồi em lên luôn nha. Không có chồng nữa hả? Sợ quá rồi hả? Trời đất. Nhưng mà phải ủng hộ chị có chồng nha không? Dạ. Nha, đừng có tiêm nhiễm vô mấy cái điều đó là vợ chị không dám lấy chồng. Có muốn chị lấy chồng không? Tùy chị. Trời ơi, tùy chị luôn hả? Rồi, được rồi, một hồi mình tính sau. Rồi, bây giờ thì cho các Tường hỏi cô trước nha. Thế hồi nãy giờ là cô cũng ngồi lắng nghe trên đây hết. Mặc dù hai cháu nói chuyện hơi nhỏ đúng không ạ? Nhưng mà cô cũng thấy, cô dòm đó. Rồi bây giờ là cái cô thấy làm sao? Bữa nay cô cảm nhận của cô làm sao? Con chọn là cô cũng con chịu được, cô cũng chịu. Con chịu là cô cũng chịu. Rồi cô là giờ có sống chung với Đức không? Thì có hai mẹ con chứ có ai đâu. Dạ, rồi năm nay là được cháu. Năm nay là cô nhiêu tuổi? 65. 65. Rồi cô còn mận không hay là cô nghỉ rồi? Ở nhà, nhà có cơm nước. Cơm nước cho Đức với là hai đứa cháu. Ừ. Dạ. Hai đứa cháu đi học. Dạ, rồi cô có tiêu chí gì kiếm con dâu như thế nào không? Cô nói từ nghe với coi nè. Cô muốn làm sao? Thì chọn dâu mới đi, mới xuống đây. À, chọn dâu mới xuống đây. Ừ. Rồi bây giờ bữa nay cô thấy anh Đào cô nhận xét sao nè? Nãy giờ ngồi dưới cô có ưng không? Hãy giờ con chịu, hai đứa chịu nhau không? Dạ. Hai đứa chịu nhau không? Trời, hai đứa chịu nhau không? Hai đứa nó phải tìm hiểu chứ bây giờ nó trả lời liền đâu có được. Nhưng mà giờ cô chịu chứ bây giờ cô thấy anh Đào vậy cô nhận xét sao? Cô thấy ưng không? Hay là cô còn cái gì thắc mắc nữa không? Thì cô thấy được đó. Cô thấy được rồi hen. Dạ. Là mà chỉ cần thâu vợ này 12 năm rồi. Bởi vậy mà không chịu kiếm ai hết. Là kiếm gì tao có biết thương con mình không? Dạ. Là coi như là cô cũng ủng hộ là biểu Đức đi kiếm vợ đúng không? Dạ. Đúng. Thôi có gì chứ biết chết giờ nào vợ đó. Dạ. Thôi nếu đợt này mà lấy được vợ không mấy cô giúp đỡ nha. Rồi lo cho hai đứa cháu giùm nha. Cho Đức có thời gian lo cho vợ nha. Thì nhà đó nó hưởng chứ cô cũng đâu có hưởng đâu. Ba nó cũng mới chết nè mấy tháng rồi. Dạ. Rồi. Giờ không có ai có vợ đâu. Cơm nước đâu, dòm ngó đâu trong nhà. Dạ. Rồi bây giờ thì cho Tường hỏi anh nha. Ta nói là quyền huynh thế phụ. Ba trong gia đình ba cũng vừa mất. Thì bây giờ anh cũng như là đại diện anh hai lớn cũng như là ba vậy đó. Trong gia đình thì... À, anh hôm nay anh tham gia chương trình, anh cũng theo dõi từ nãy giờ thì không biết là cái suy nghĩ của anh, cái cảm nhận của anh hiện tại như thế nào ạ? Mình thấy giờ em mình nó cũng yêu cầu mình thì thôi, mình cũng anh, nó kêu thôi anh chị sáng xuống với chị xuống dưới này. Dạ. Chị cũng nhận là mai là máu, thì trước là em cũng cảm ơn chị. Thì giờ hai đứa em thì nó thận thảo với nhau, thì nó đến với nhau, thì mình rất là vui. Giờ em mình thì có gia đình rồi. Còn bên đây thì chưa có gia đình, đó cũng rất là điều tốt chứ không có gì hết. Cũng gia đình cũng không muốn y vậy. Dạ.
chứ bây giờ lỡ bên đây nó con, bên đây nó có con này con kia nó cũng rất là khổ. Yeah. Thì gia đình thì cũng có ăn cũng đầy đủ chứ cũng không có là thiếu thốn cái gì, cũng không có sợ cái gì. Yeah. Em thì nó hơi ốm yếu hơn một chút. Yeah. Thì đâu cũng bật cái này bù qua cái kia. Yeah. Mình cũng không nói thì thấy cũng được, thấy cũng hiền mà không biết nữa ra sao. Yeah. Cũng chưa biết giờ giận mặt của mình đâu biết tấm lòng có ra sao đâu. Yeah. Hầu ông già mình còn sống thì không muốn kêu nó đi cưới vợ đi, ba lo cho. Trời đất là chết, ai lo cho mày. Rồi rốt cuộc mấy tháng ba mình cái chết, cái chết tháng 11 tới vợ. Dạ. Không có, nó không có được vậy rồi ba cũng chết rồi. Thì đâu, mắt cũng buồn. Nói cũng thương cha thương mẹ lắm. Dạ. Thương cả anh em, nó bốn anh em, hai trai hai gái. Thì giờ nhờ chị thì mấy mau gả cho nhỏ em này làm mai làm máu thì cho hai đứa em có gì á thì cũng mang ơn. Dạ, dạ, dạ. Rồi bây giờ cái cô này thì cô có hơi rụt rè đó, cô ít nói hơi rụt rè, cô cũng hoang mang nhiều thứ quá thôi. Bây giờ để nghe nè, giờ em nè, mình cũng là nhỏ nhưng mà dù sao mình cũng là người gãy đổ rồi, mình có kinh nghiệm tình trường nhiều rồi. Giờ em phát biểu cái cảm nghĩ của em coi, nãy giờ bên đây nhà trai họ rất là trân trọng, họ đi cả đại gia đình luôn, thấy không? Bây giờ phía mình nhà gái một mình đó, thì bây giờ nãy giờ thì em cảm nhận, em suy nghĩ em sao? Cảm nhận em thấy gia đình cũng chân thật tốt, nhưng mà cái chuyện mà hôn nhân của chị em thì tùy vào chị thôi. Ừ. Em không có ý kiến. Nhưng mà em đi theo mình ủng hộ chị mình thì mình cũng giống như chị Tường, nãy giờ chị Tường cũng nói để mà mình cho nó cho chị đã thông cái tư tưởng, đã thông của em á, là thì thấy gia đình cũng tốt, cũng chân thật, cũng thật sự muốn cưới vợ, cũng thích chị em, nhưng em cũng cảm ơn điều đó. Nhưng mà cái phần chị lựa chọn là quyền của chị, em không ý kiến. Cái thứ hai là để cho chị suy nghĩ. Sợ theo bản thân mình cứ theo sợ cảm nghĩ cho chị, em sẽ suy nghĩ. Ừ. Đó là theo ý kiến em vậy. Ừ. Chị sẽ suy nghĩ, chị còn rụt rè, chị còn suy nghĩ. Hơi rụt rè đúng không? Dạ. Bình thường chị cũng nhút nhát rụt rè vậy hả? Dạ. Ừ. Rồi thôi thì có gì liên lạc sao này. Dạ, mọi thứ nó đều là cái nhân duyên hết. Dạ, dạ. Nhưng mà giống như chị Tường nãy cũng chia sẻ đấy, em cũng thấy đó, gia đình người ta cũng rất là đàng hoàng, nghiêm túc, đại gia đình đã kéo lên đây. Mình cứ tìm hiểu mình tìm hiểu cho nhau cái cơ hội. Tại thật ra chị nói cơ hội nó không đến nhiều lần. Và như chị cũng nói từ đầu rồi, để tìm một cái người mà trúng cái ý tiêu chuẩn mình đưa ra, chưa vợ, chưa con hay gì như cái ý của mình, thật ra nó cũng khó lắm chứ không có dễ đâu. Ở ra rất là khó luôn. Thôi thì mình cố gắng nhiều hơn ha. Vậy em muốn nói gì nữa không? Em muốn hỏi gì gia đình không? Mạnh dạn lên, có như Tường đứng đây rồi, mạnh dạn lên. Có gì nói. Hỏi để lòng. Hiểu, thương hỏi để hiểu. Lòng chứ không thương không. Đúng lòng, rồi, phải hỏi. Được. Hỏi để hiểu. Em biết nói gì mà. Mình đang có lo lắng điều gì, băn khoăn điều gì không, hay là mình muốn tìm hiểu cái gì đó về gia đình này hay không? Em không biết. Em cũng phải nói gì không? Con bé nó rụt rè thôi gì. Bây giờ chị nè, chị dâu đi, em hỏi chị dâu mấy câu đây, còn là đó, chị dâu mấy câu nè. Đó, thì mình là cũng là một người ngoài, rồi mình bước vào gia đình này làm dâu chắc là cũng nhiều năm rồi hả chị ha. Chị tên gì? Tên Thúy. Chị Thúy có gắn micro không vậy tụi em? Có mẹ đó hả? Giờ mình gắn cho chị một chút cho hỏi vài câu được không? Rồi sát mẹ vô nó lớn giùm chị ca ha. Rồi. Bây giờ chị Thúy nói lớn giùm em nha. Theo như suy nghĩ của chị cũng là một cái người phụ nữ, chị theo dõi cái cuộc trò chuyện đây nãy giờ thì ý kiến của chị như thế, chị thấy như thế nào? Chị thấy em thấy chị này cũng được. Em thích là. Dạ. Rồi như vậy thì bây giờ Tường cũng cảm ơn gia đình của mình, gia đình hai bên nha. Mọi chuyện thì còn ở phía trước, mình cũng phải tôn trọng quyết định của hai đương sự. Rồi, chị Tường cũng sẽ cố gắng mình vun đắp thôi, còn quyết định là của họ, mình đâu có sống thay cuộc đời của họ được à, đúng không ạ? Dạ, con cũng cảm ơn cô rất là nhiều, cảm ơn anh chị, cảm ơn hai em nha. Rồi bây giờ thì cả hai bạn là khá rụt rè, nên chị Tường muốn cho nó có gì đó, nó có cái sự va chạm chút xíu coi. Người ta có cảm xúc gì hay không, người ta mới được, chứ vậy người ta không chọn đâu ạ. Bây giờ em đứng lên. Em đứng lên nè, giờ mạnh mẽ tiến qua bên bạn gái nè, mời bạn gái đứng dậy nè, xin phép nắm tay cổ cái nè. Rồi từ từ rồi tới đó đi rồi tôi tính tiếp. Tập nói cho nó quen nè, tập làm nữa nè. Chẳng nắm tay không? Đứng lên đi cưng. Rồi bước xích ra luôn, hai người đứng nhìn nhau cho nó. Rồi, giờ nói gì nói với cổ đi. Em có thể mở lòng ra
đón ba cha con anh không? Để cho em suy nghĩ. Chứ em nắm tay anh sao? Em thấy chưa có rung động lắm. Nói chung anh gãy đổ hết một lần rồi. Chứ giờ mình bước tới nữa cũng phải lo lắng cho em chứ. Anh thì nói chung nông dân không có lời lẽ nhiều. Chứ cảm nhận của em sao? Thì cảm nhận của em thấy anh cũng người chân thật, hiền, cũng ít nói giống em, nhưng em sao em thấy chưa, em cảm thấy chưa có rung động, chưa đúng có đúng gu của em. Mình thử đâu mình hứa hẹn gì coi, nếu như em cho anh cơ hội thì anh sẽ sao sao đó, thí dụ vậy, hay là gu của em sao? Gu của em sao? Gu của em thì em thích mong gu của em là một người kinh doanh giống em vậy đó. Em không thích người làm khác ngành của em. Nói chung là ở bên anh thì dân thì nói chung cũng ít chứ cũng không nhiều. Thì chỗ nào sống được thì cứ sống chứ. Trời, ông nắm tay cũng hồi hộp thấy sợ. Em cứ mở lòng đón anh đi. Anh sẽ bù đắp cho em đoạn đường sau. Để đó tính sau em. Dạ. Thì em suy nghĩ lại. Dạ. Rồi, được rồi, về chỗ đi. Rất là ai cũng rất là chân thật, rất là thật thà, dễ thương. Bây giờ nè, thêm cái thuyết phục nè, biết hát hò gì cho vui không nè? Chứ không. Nhìn ông buồn quá không ơi? Em không biết. Không biết hát? Dạ. Rồi mình làm rượu khỏe lắm phải không? Dạ. Biết hít đất không? Cũng tạm được vậy. Hết vài cái cho ta coi coi, ta coi mình mạnh khỏe không. Nhiều khi ta bệnh hoạn, ốm đau, ta ốm yếu, ẩm chạy vô bệnh viện có nổi không? Em thấy ẩm nổi. Làm đi, tôi cho cơ hội đó. Chứ bây giờ là tôi thấy là khổ tâm ghê vậy á. Trời ơi, làm ruộng chắc ra bờ đê thì cũng hít đất dữ lắm á. Được ha, ba con vẫn còn khỏe ha. Đó, còn sức. Rồi, được, đẻ phà. Thôi nói với chị Tường nói nghe nè, chị Tường cũng rất là quý em luôn, rất là trân trọng em luôn. Dạ. Chị Tường cũng rất là trân trọng những người phụ nữ và tất cả mọi người mà đến tham gia chương trình. Thì thật sự luôn là bà Mai sẽ cố gắng hết sức để khai thác để cho các bạn tìm hiểu nhau. Còn cái quyền quyết định vẫn là của các bạn, bởi vì á, cuộc đời của mình là mình tự quyết định. Mình chỉ tạo điều kiện thôi, chị khai thác hết. Bây giờ chị hỏi thiệt nè, bây giờ là nãy em nói giờ em nuôi anh Đào cứu hết đời luôn còn được nữa, thì bây giờ chị hỏi thiệt là mình mừng ruộng công việc, tại vì bạn Đào đang lăn tăn về cái kinh tế, bạn đó là cái dân kinh doanh mà ăn bán, bạn thích dân bán, bạn không thích cái dân mà làm cái nghề khác của bạn đó, đây là dân buôn bán, đây là mình là dân làm nông, chân thất chất phát thật thà. Và thật ra chị cũng chưa hiểu làm nông, để thí dụ cho hỏi thiệt thu nhập một tháng mình được nhiêu? Ba tháng mới có thu nhập thì... có nghĩa là ba tháng mới thu hoạch một lần. Dạ. Rồi là ba tháng mình thu hoạch được nhiêu mà mình đòi nuôi người ta tới cái của quản rồi còn lại nghe cho chị Tường biết coi nè. Thì mẫu là cũng được mười mấy hai chục triệu chị. À, tính tới từng mẫu vậy đó, mà dạ. Có mấy mẫu? Dạ, cũng được 4-5 mẫu chị. 4-5 mẫu. Dạ. Rồi là coi như 3 tháng cứ thu hoạch một lần. Dạ. Một mẫu vậy là mười mấy hai chục triệu. Dạ. Nói chung tùy theo giá lúa lên xuống chị. Rồi có những năm, cũng có những năm mừng ruộng mà nông dân người ta thất mùa rồi sao? Mình có mừng ăn cái gì thêm không? Có phụ, có làm được gì thêm không? Có, em có máy phóng á chị. Có cái gì? Gặt lúa chị. À, máy phóng gì hồi nãy hả? Tôi dạ. Cũng không hiểu máy phóng là gì luôn á. Máy xúc lúa đó chị. Ừ. Thì sao cái đó là mình đi gặt cho người ta chị. À, ngoài làm cho mình thì mình đi làm thuê cho thêm cho người ta nữa. Dạ.
Hiện tại là nuôi hai con ăn học, nuôi mẹ là ổn định, ngon lành. Dạ. Có dư không? Có để dành được tiền lấy vợ chưa? Dạ, cũng có chị. Có phải không? Có thì chị hỏi gì cho biết. Rồi, thôi bây giờ là quyền của hai em nha. Một lần nữa chị cũng nói với anh Đào luôn, nãy giờ nói cũng nhiều rồi. Tôn trọng cái suy nghĩ của em, nhưng mà mình thấy là đôi lúc mình cũng đừng quá khắt khe với bản thân, hãy cho mình cơ hội nếu như có thể. Còn mọi sự là quyết định là do các bạn hết. Nắm tay cũng rồi, trò chuyện cũng rồi, ăn uống cũng rồi, ý kiến người thân cũng rồi, tôi là hết sức hết trách nhiệm rồi nha. Rồi kéo ghế xích vô, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại, kéo ghế xích vô xíu cho nó tới nè, suy nghĩ cho thật kỹ nha. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau thêm, hẹn hò với nhau để qua lại, tôi thấy hai người ở Tây Ninh là dễ đó. Mình cho thêm cơ hội thì mình bấm mạnh. Còn nếu mình cảm thấy thôi không phải gu, không phải giờ có tìm cũng không hiểu thì đó là quyền, mình lấy tay ra nha. Tôi trân trọng quyền của các bạn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại. Đồng ý thì bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. Một, hãy lắng nghe nhịp đập trái tim mình, hãy cảm nhận xem suy nghĩ của mình đang nghĩ điều gì, có tương lai không, có hy vọng không, có đáng trân trọng, đáng cho cơ hội hay không. Hai, và ba, hết thời gian. Ủa ông làm nông mà ông bấm gì mà tôi thấy ông bấm mà cái đèn không đỏ nổi vậy, có bấm không vậy? Dạ có. Có mà cái đèn không đỏ nổi luôn á. Bấm lại thử coi. Trời đất ơi, rồi sao em gái không bấm? Tại vì em chưa có rung động. Em vẫn là cái câu nói đó, vẫn chưa có rung động. Là vì anh ấy làm ruộng hả? Em không muốn làm ruộng. Có con. À, vì anh có con. Em ngại. Em ngại. Thôi thì chị rất là tiếc, thật sự hôm nay Tường cũng rất là tiếc. Tường, mọi người xem này, mọi người cũng thấy là Tường cũng đã cố vun vén vào cho cặp đôi này, nhưng thật ra mình cũng không ép được, mình không thể nào ép được đâu quý vị. Tại vì họ phải thật sự có cảm xúc, họ đến với nhau thì nó mới đẹp được. Mọi thứ ép buộc thì nó sẽ không có được. Mình người ngoài thì mình có thể nhìn bằng cái sự quan sát, cái lý trí thì mình thấy là có thể phù hợp. Nhưng mà cái tình yêu mà, nó là cái lý lẽ của con tim, mà cái con tim thì nó khó điều khiển được lắm. Thôi thì hôm nay có thể là cái may mắn nó chưa đến với các bạn trong cái tình duyên. Nhưng mà qua cái chương trình này Tường nghĩ rằng là tại sao Tường hỏi kỹ thông tin của hai bạn. Những ai đó đang theo dõi chương trình mà cảm thấy mình phù hợp với một trong hai cái đối tượng trên này thì mình cũng có thể gửi thơ về cho chương trình để mình xin được kết nối. Và Tường cũng hy vọng là các bạn là đều là những người đáng được yêu thương. Ly hôn hay là ba con gì cũng không phải là vấn đề đâu. Tại mình chưa tìm được đúng cái người thôi. Ngay cả em cũng vậy. Tuổi mình cũng rất là lớn rồi. Hãy ráng đi ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, dạn dĩ hơn để mở rộng cái mối quan hệ thì mới dễ dàng tìm kiếm được một nửa yêu thương của mình nha. Rồi mời hai bạn đứng lên ạ.